Này trần chuồng hết thế này. Hả? Tắm rồi à? Tắm rồi à? Sao tắm không bảo chị thế? Bi, ai cho tự Bi tắm thế? Hả? Sao không bảo chị? Chị lau nhà xíu xong rồi chị lên thì tắm cho. Ai cho tự đi tắm thế hả Bi? Hả Bi? Sao Bi tự ý đi tắm thế? Lau nhà xíu thôi mà sao lên chị tắm cho chứ không phải chị? Bi, ai cho Bi tự tắm thế? Ai chạy đi đâu rồi? Ai lên lấy mặc quần áo. Lên mặc Bi nhá. Từ thôi. Sao đây hả Bi? Sao lại ôm đầu đi? Ôi dồi ôi. Như này là sao đây? Bi, gì này? Ai đây? Ai tề ra giường này? Hả? Nhiều đấy. Lại còn tắm xong này, khăn ướt sũng rồi này. Này, ai cho Bi tự tắm xong rồi lại còn tè tầm ra giường đây. Là biết lỗi chưa? Bi. Ừ. Sao không bà chị? Tự tắm nguy hiểm lắm đấy, lại còn tè dầm ra nữa. Này, ai cho Bi à? Khăn này nhìn thấy ướt ướt hết cả ga giường rồi kìa. Lại còn tì ra đây nữa. Bật hết cối giờ. Ai sao đây hả Bi? Bi biết lỗi chưa? Có biết lỗi không? Ừ. Nhìn tác phẩm của mình đi. Lần sau tắm hay gì phải bảo chị nhá. Không được tự ý thế đâu. Vừa nguy hiểm lại bây giờ lại tì dầm ra này. Ừ. Cái lỗi của mình chưa? Tề dầm như này là sai đấy. Không được tự, lần sau không tự ý đi tắm nha. Nguy hiểm lắm đấy. Thấy chưa? Thế chị mặc quần áo cho Bi nhé. Xong rồi chị giặt ga cho. Mặc quần áo nhé. Ngồi đây nhé. Đây chị rửa cho. Ừ, lần sau không tự ý nữa nhé. Ừ. Chị vào đây chị rửa cho. Từ từ lại, chị uống nước này. Chị rửa nhé. Chị rửa nhé. Lần sau không được tự ý đi tắm này đâu nha. Không nước nóng thì sao? Ngả tay vào bụng mà không tay vào nữa. Làm
có cái tay này đi. Dùng tay này. Rồi. Xong chị lấy ra giường đi giặt cho đi ấy. Xong được hư thế chứ à? Chị nó lên giặt ga nhé. Lấy ra lên giặt ga giường nhé. Nghe chị mặc nghỉ đi nhé. Rồi, đi nằm xuống đi, nằm xuống đi. Chưa bế được đâu, chưa bế được. Chị mặc quần áo, xem mặc quần áo cho em nữa. Rồi, bây giờ sẽ ấm người nhá. Này đừng quên cả. Bây giờ nhá. Ôi trời. Chị bây giờ cho Bi sẽ ấm nhé. Xong xíu nữa lên giặt ga cho Vi nhé. Mặc quần nhé, mặc quần áo nhé. Mặc quần áo đấy, mặc quần áo. Nè, mặc chân đấy. Cho mặc chân này. Trời, ép trai rồi. Làm sao lấy ăn đi? Để chị dưới khăn nha. À, chị dẹp đồ đi Bi nha. Sao để giặt ngay. Dẹp gối nha. Gối xinh của Bi đấy. Bỏ vào đây nhé, bỏ vào đây để lấy cái ga khác. Bi vào đây nhé, lấy cái.
再来，现在。